trong những cái ngày quay ở chợ Tây Giang này thì đoàn phim có khá là nhiều cái kỷ niệm và ấn tượng với bà con ở nơi đây. Vì là đây là lần đầu tiên có một đoàn phim chọn Tây Giang làm bối cảnh để quay phim nên bà con rất là tò mò và háo hức. Cái ngày quay chợ đêm đo đo, bà con ở bên kia sông bơi thuyền qua sông và thuyền của bà con đậu kín bên ngoài bờ sông này. Đó là một trong những kỷ niệm mà tổ sản xuất và đoàn làm phim rất là ấn tượng với bà con nơi đây. Hồi nó chơi những là chơi đến trống này, rồi ô tô, rồi kéo dây. Lúc trước đó lần trước năm ba năm là chú còn nhỏ. Rồi bây giờ tôi thấy cái cảnh là đúng là cái cảnh chú sơn lắm, trời tối dậy. Đèn điện là bác từ trên cây sập nói con mà xuống đây là bà con rất tượng khi đây là từ đứa nít cho vẫn nhớ. Không biết bao giờ mà đoàn phim mày về là một lần nữa. Đoàn phim về đây là mọi người ta thông số là đều yêu quý, thương. Xúc động nhất là Đoàn Mắt Biếc đến với Quảng Phú và Quảng Điền, Thừa Thiên Huế và nhất là trường tiểu học số 1 Quảng Phú của chúng tôi. Phải nói rằng thì trong quá trình làm phim, về phía nhà trường đã phối hợp với Đoàn Mắt Biếc là những cái bé được chọn, thứ nhất là chọn các em là có kỹ năng là năng động và hồn nhiên và đúng với cái chất của Mắt Biếc, có là chất của thôn quê ngày xưa một tí, và những cái em đó là phải nói rằng là rất hồn nhiên và đúng với cái thời đại của ngày xưa, cái học sinh chúng ta là rất hồn nhiên, rất chất và rất ngây thơ. Dạ con vẫn thấy là con vẫn cố gắng đóng được cái vai này, tại vì là vai này là đối với con rất là quan trọng. Đây là lần đầu tiên con được đi đóng phim, con là cũng cảm thấy như vậy, vậy vì đây là lần đầu tiên con đi đóng phim nên rất là hồi hộp. Tham gia các cái buổi tập luyện rất vất vả nhưng rất ý nghĩa và rất vui, và đến hôm nay vẫn là cái dấu ấn đẹp nhất của chúng tôi. Để mà chọn ra được 200 bạn nữ sinh, mình cũng phải đã gặp gỡ khoảng hơn 2.000 bạn. Thì bản thân chúng tôi cũng đã làm việc rất là nhiều ngày để mà kêu gọi cả hàng nghìn sinh viên. Sau đó rồi mới chọn ra được là khoảng tầm hơn 200 em để tham gia vào đoàn làm phim. Đây là một cái cơ hội để cho các em là thể trải nghiệm, thể hiện mình, bản lĩnh của mình. Cái ngày quay trường nữ sinh thì mỗi bạn nữ sinh đều có một bộ áo dài được may riêng cho mình. Thì là máy đắm bộ là máy trong vòng 5 ngày. Mấy chị em là phải thức đêm từ mấy cả ngày tới 3-4 giờ sáng mới xong. Em cảm thấy tự hào về ngôi trường của mình hơn và thấy gắn bó và yêu thương cái miền đất Huế này hơn. Và sắp tới ngày 20 tháng 12, bộ phim ra mắt, em sẽ đi xem bộ phim đó ngay luôn ạ. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một bộ phim. Cảm xúc thì thực sự là rất nhiều, vui có, mệt mỏi cũng có, nhưng mà nó rất ý nghĩa với em. Là một khoảng thời gian mà em thấy đời sinh viên của mình thực sự có ý nghĩa và đó là kỷ niệm mà em không bao giờ quên được ạ. Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã đi vào lòng người với tuổi thơ của chúng tôi. Chúng tôi rất là vui mừng và cảm nhận có những cái đoàn phim đã nói về trường mình, những học sinh của mình rất là hồn nhiên và rất là xinh đẹp. Để cho thân của em mình có một cái đoàn phim được là vinh dự ở trong đó, tôi cũng rất là cảm kích và rất vui mừng.